chào các em đến với tiết học ngày hôm nay. Cô chúc các em một tuần học nhiều năng lượng và nhiều sức khỏe. Trước khi học bài mới, cô sẽ trả lời những thắc mắc ở bài học tuần trước. Câu 1. Chim bồ câu có thể giao thương từ nơi này đến nơi khác, đúng không? Nếu đúng, sao nó có sức để bay xa đến như vậy? Các em thân mến, không phải bất cứ loài chim bồ câu nào cũng có khả năng giao thương. Chỉ một số loài chim bồ câu mới có thể giao thương và chúng ta phải huấn luyện chúng. Chim bồ câu có thể bay xa là do chim bồ câu có khả năng định hướng nhờ khứu giác. Và khi bay xa như vậy, chúng sẽ nghỉ ngơi ở những chỗ quen thuộc. Bên cạnh đó, cấu tạo bên trong của chim bồ câu gồm nhiều túi khí. Việc này giúp cho duy trì sự hô hấp khi bay những quãng đường xa. Câu 2. Bồ câu có nguy cơ bị tuyệt chủng không? Các em hình dung cho cô, nếu các em săn bắt chim bồ câu để ăn thịt, thì 5 năm, 10 năm sau sẽ thế nào? Hoặc con voi, nếu các em săn bắt để lấy ngà, thì 10 năm sau các em có nhìn thấy được con voi không? Như vậy, bất cứ loài động vật nào đều có khả năng bị tuyệt chủng nếu chúng ta săn bắt, khai thác cạn kiệt mà không nuôi dưỡng và lai tạo giống mới. Câu số 3. Những điểm này rất quan trọng đúng không? Ở câu hỏi này cô chưa rõ. Các em hỏi về vấn đề nào hay các em đặt câu hỏi là nội dung bài 40 chim bồ câu quan trọng? Bây giờ cô sẽ giải đáp chung cho câu hỏi này là nội dung bài 40 là một nội dung quan trọng của chương trình học kỳ 2 nhé. Và bây giờ các em trả lời cho cô câu hỏi ở bài học trước. Nêu đặc điểm của chim bồ câu phù hợp với đời sống bay. Để trả lời câu hỏi này, các em nhớ lại các bộ phận của chim bồ câu: thân, chi trước, chi sau, lông ống, lông tơ, mỏ, cổ. Bây giờ chúng ta vào bài học nhé. Hôm nay các em sẽ học bài 44, đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim. Đây là hình ảnh của một số loài chim: chim cánh cụt, cò, ngỗng, gà, chim công, chim cú mèo. Mục tiêu của bài học này sẽ giúp cho các em nhận thấy được sự đa dạng của lớp chim như thế nào. Qua đó, các em rút ra được một số đặc điểm chung của lớp chim, cũng như các em hiểu được giá trị của lớp chim trong tự nhiên và đời sống con người. Bây giờ, cô mời các em xem đoạn phim. Các cách thức di chuyển chính của loài chim bao gồm bay, chạy, bơi, một, bay. Đa số các loài chim đều biết bay, đây là hình thức di chuyển phổ biến nhất của loài chim. Tuy nhiên, khả năng bay thì phụ thuộc vào hình dáng, cấu tạo cơ thể của từng loài chim. Chim có hai kiểu bay là bay lượn, lướt như hải âu và bay vỗ cánh như chim bồ câu. Khi bay, chim hải âu xải rộng đôi cánh, cánh đập rất ít và không liên tục. Dựa vào sự nâng đỡ của không khí và sự thay đổi của các luồng gió mà nó có thể bay được hàng ngàn cây số mà không hề tốn sức. Còn loài bay vỗ cánh như chim bồ câu, chim ruồi, chúng phải đập cánh liên tục thì mới có thể bay được. Hai nhỏ, bơi. Các nhân vật đại diện cho những loài chim biết bơi là vịt, gan, ngỗng, thiên nga, cốc, chim cánh cụt. Để có thể bơi, chân của chúng phải có mảng nối giữa các ngón. Tuy vậy, chính điều này lại khiến chúng gặp nhiều khó khăn trong di chuyển trên mặt đất. Trong số các loài chim biết bơi thì chim cánh cụt là những sinh vật bơi lội rất cừ khôi. Chúng có thể lặn sâu tới hơn 500 mét để bắt cá, mực và những sinh vật giáp sát nhỏ để ăn. Tuy vậy, chúng không thể bay được vì cánh của chim cánh cụt phải phát triển theo hướng phát triển kỹ năng bơi lội mà mất đi khả năng bay. 3. Chạy. Các loài chim đều có chân nên chúng đều có khả năng đi lại trên mặt đất. Có loài bay rất giỏi mà khả năng chạy nhảy cũng rất nhanh. Chim diều bắt rắn là một ví dụ. Chúng dành phần lớn thời gian ở mặt đất để kiếm ăn.
Mặc dù loài chim có cánh, tuy nhiên có những loài không bao giờ bay, điển hình như đà điểu và một số loài chim khác đến từ New Zealand. Khả năng của chúng chỉ biết chạy giỏi chứ không hề biết bay, do đôi cánh không được phát triển hoàn thiện. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu các nhóm chim. Vậy, theo các em, các nhà khoa học sẽ căn cứ vào đặc điểm nào để chia lớp chim? Thông qua đoạn phim vừa rồi, các em dễ dàng tìm thấy là các nhà khoa học sẽ dựa vào sự di chuyển mà chia làm ba nhóm: chim chạy, chim bơi và chim bay. Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn căn cứ vào đặc điểm cấu tạo của cơ thể để chia làm ba nhóm chim. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nhóm chim đầu tiên là nhóm chim chạy. Đại diện của nhóm chim chạy là đà điểu. Các em quan sát, đà điểu có cấu tạo nào chứng tỏ thích nghi với tập tính chạy nhanh trên thảo nguyên? Quan sát chân của đà điểu, cao, to và khỏe, đặc biệt chỉ gồm có 3 ngón. Số ngón chân tiêu giảm đi để giảm bớt sự tiếp xúc với mặt đất, giúp cho chim đà điểu chạy nhanh. Cô nhắc lại, đối với nhóm chim chạy, các em lưu ý đặc điểm là chân dài, to, khỏe. Nhóm thứ hai là nhóm chim bơi. Đại diện của nhóm chim bơi là chim cánh cụt. Vậy, những đặc điểm cấu tạo nào chứng tỏ chim cánh cụt thích nghi với đời sống bơi lội? Các em quan sát cánh của chim cánh cụt. Cánh của chúng dài như những chiếc máy chèo. Bộ lông không thấm nước giúp cho cơ thể chim cánh cụt giữ nhiệt trong môi trường nước. Và chân của chúng sẽ có màng bơi. Chân của chim cánh cụt sẽ giống như chân vịt, là chân có màng bơi, như những quạt, cánh quạt để quạt nước. Vậy, đối với nhóm chim bơi, đặc điểm mà các em cần lưu ý đó là bộ lông không thấm nước, chân có màng bơi. Nhóm thứ ba là nhóm chim bay. Một số loài chim biết bay như là chim bồ câu, hải âu, đại bàng, chim ưng, chim sẻ, vân vân. Đối với nhóm chim bay, các em cần lưu ý cấu tạo về chi trước. Chi trước của chúng là cánh. Cánh sẽ rất phát triển, đặc biệt là những phiến lông ống. Các em xem những phiến lông ống phát triển. Cô nhắc lại, với nhóm chim bay, đặc điểm cơ thể sẽ là cánh phát triển, lông ống phát triển, chân không có màng bơi. Và bây giờ cô sẽ tóm tắt lại ba lớp chim. Lớp thứ nhất là lớp chim chạy, đại diện là chim đà điểu. Môi trường sống ở thảo nguyên. Đối với lớp chim chạy, các em lưu ý là chân cao, to, khỏe. Lớp thứ hai là lớp chim bơi, đại diện là chim cánh cụt. Môi trường sống ở biển. Và lưu ý cho cô hai điểm quan trọng là lông không thấm nước, chân có màng bơi. Cô nhắc lại, đối với lớp chim bơi, đặc điểm cơ thể là lông không thấm nước, chân có màng bơi. Và lớp thứ ba là lớp chim bay, đại diện là chim bồ câu, môi trường sống trên cây. Đối với lớp chim bay, có đặc điểm là cánh phát triển. Vậy, thông qua bảng này, các em sẽ có nhận xét gì về sự đa dạng của lớp chim? Có phải là lớp chim đa dạng về số loài? Ở Việt Nam có trên 800 loài chim. Thứ hai, lớp chim đa dạng về môi trường sống. Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau. Và lớp chim còn đa dạng về cấu tạo cơ thể. Ở phần 1, sự đa dạng của lớp chim,
Các em mở tập ra ghi bài như sau. 1. Các nhóm chim. Lưu ý cho cô gồm 3 nhóm: chim bay, chim bơi và chim chạy. Chim bay có đặc điểm là cánh phát triển. Chim bơi, lông không thấm nước, chân có màng bơi. Chim chạy, chân cao to khỏe. Cô dành 1 phút cho các em ghi bài. Phần tiếp theo các em sẽ học về đặc điểm chung của lớp chim. Như các em biết, lớp chim rất đa dạng về số loài. Tuy nhiên, giữa các loài khác nhau, chúng sẽ mang một số đặc điểm chung để thích nghi với đời sống. Để làm được phần này, các em cần lưu ý cho cô một số gợi ý. Đặc điểm cơ thể, đặc điểm chi, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, sinh sản, nhiệt độ cơ thể. Có nghĩa là để tìm ra đặc điểm chung của lớp chim, các em dựa vào 6 đặc điểm này. Đặc điểm cơ thể, mình sẽ xem coi thân của chúng như thế nào. Mỏ. Hệ tuần hoàn, tim có mấy ngăn nè? 1, 2, 3, 4, tim. Hệ hô hấp. Ở lớp chim, đặc biệt hệ hô hấp gồm các túi khí ở bụng, túi khí ở ngực. Và lớp chim cũng hô hấp bằng phổi. Và bây giờ cô sẽ cho các em đáp án phần đặc điểm chung của lớp chim. Và phần này cũng là nội dung ghi bài nhé. Lớp chim thích nghi với đời sống bay lượn do chúng có mình phủ lông vũ. Thứ hai là chi trước biến đổi thành cánh. Mỏ sờn. Phổi có màng ống khí, có túi khí tham gia hô hấp. Tim bốn ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể. Đặc điểm này chứng minh được lớp chim tiến hóa hơn so với bò sát. Ở lớp bò sát, tim chỉ có 3 ngăn. Trứng có vỏ đá vôi được ấp ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ, là động vật hằng nhiệt. Và bây giờ các em ghi vào tập nhé. Lớp chim đa dạng về số loài. Như vậy, chúng sẽ đem lại những cái giá trị vô cùng quan trọng trong đời sống con người cũng như trong tự nhiên. Bây giờ các em xem cho cô một số hình ảnh. Chim ăn sâu, chim cú ăn chuột, chim thụ phấn, chim ăn quả hạt, chim ăn cá. Đây là món canh gà. Vậy, thông qua một số hình ảnh cô vừa cho các em xem, các em có thể rút ra cho cô những giá trị có ích mà lớp chim đem lại cho con người hay không? Đầu tiên là chúng ta biết lớp chim cung cấp thực phẩm như là gà, vịt, bồ câu. Ngoài ra, lớp chim còn có thể làm chăn, làm đệm như là lông vịt, làm đồ trang trí, lông công, lông đà điểu, tiêu diệt gặm nhấm, chim cú sẽ ăn chuột, huấn luyện chim để săn mồi, chim ưng, chim đại bàng, phục vụ du lịch. Phục vụ du lịch này là đối với những chim hót hay, chim có bộ lông đẹp sẽ được triển lãm ở những khu du lịch, hoặc chim được huấn luyện để làm xiếc, giúp thụ phấn cho hoa, phát tán hạt. Tại sao chúng ta nói lớp chim góp phần làm sạch môi trường? Vì một số chim sẽ ăn xác chết động vật như chim cần cần. Tuy nhiên,
Lớp chim cũng gây ra một số tác hại đáng kể là chim ăn quả, hạt sẽ gây hại cho nông nghiệp. Và ở Việt Nam đã xảy ra dịch bệnh H5N1 do gà gây ra và khiến khá nhiều người chết. Và bây giờ các em ghi vào tập phần 3 La Mã, vai trò của lớp chim. Các em biết là lớp chim đóng góp những cái vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Tuy nhiên, chúng đang có những mối đe dọa và có thể gây đến là tuyệt chủng. Và bây giờ các em xem cho cô một số hình ảnh. Hội chòi chim, đá gà, gà chân trâu. Người ta đem ra để mà bán. Cô mời các em xem đoạn clip. Các em có nhìn thấy được trong cái đoạn clip nhiều người đàn ông mang những cái lồng chim ra để làm gì không? Theo cô được biết là họ đem những cái lồng chim ra là để cá độ hoặc để mua bán. Vậy theo các em, những cái việc làm như vậy nên hay không nên? Và theo tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, người ta tìm ra được những nguy cơ đe dọa lớp chim bị tuyệt chủng. Đó là chim hoang dã bị săn bắt để làm thịt như gà rừng, vịt trời. Những loài chim hót hay hoặc có bộ lông đẹp thường bị nuôi nhốt làm cảnh như con vẹt xanh, chích chòe lửa, vân vân. Hoặc chim bị bắt để ngâm làm rượu con bìm bịp. Ngoài ra, người ta còn có thói quen là phóng sinh chim khiến cho các loài chim bị bắt. Và đây chính là những nguyên nhân khiến cho lớp chim sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng. Cô mời các em xem đoạn phim. Đây là đoạn phim do Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã World vừa xem đoạn phim giới thiệu một số loài chim mà có nguy cơ bị tuyệt chủng do Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã World ghi hình. Vậy là học sinh, các em làm gì để bảo vệ các loài chim quý? Các em sẽ không săn bắt, chọc phá tổ để lấy trứng. Cũng như các em sẽ không nhốt chim quý làm cảnh, không phóng sinh chim quý, không ăn thịt các loài chim hoang dã. Nói với cha mẹ, bạn bè, người thân bảo vệ các loài chim. Trồng rừng và bảo vệ rừng là nơi cung cấp thức ăn, nơi ở và còn là nơi sinh sản của nhiều loài chim. Thông báo với các cơ quan chức năng các vụ vi phạm liên quan đến chim.
Trước khi kết thúc bài học, cô yêu cầu các em làm cho cô bài tập điền vào chỗ trống. Và đây là đáp án của cô. Bây giờ cô sẽ trình chiếu lại nội dung ghi bài. Các em ghi lại nhé. Cô có một số hướng dẫn như sau. Các em học thuộc bài 44, trả lời câu hỏi 23, sách giáo khoa 146. Bài 45 giảm tải, các em tự đọc sách ở nhà. Và để chuẩn bị cho tiết học tuần sau, các em đọc trước bài 46. Và nhớ vào link Google Form để làm bài tập củng cố, bài tập luyện tập. Cô mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.